Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ sáng thứ bảy ngày 25 tháng 5, ngày thứ 822 của cuộc chiến. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ. Và hôm nay chúng ta phải uh, trao đổi một số chuyện nghiêm túc này, rất nghiêm túc trước khi vào chiến cuộc. À chiến sự quý vị, đây là chuyện chiến cuộc. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại toàn cảnh cái vấn đề uh, thời gian gần đây đúng không ạ, để chúng ta kết nối với sự việc ngày hôm qua. Ông uh, Putin đã có một cái chuyến đi thăm rất là quan trọng tới Belarus rồi sau đó phát biểu rất nhiều thứ ở đó. Sau đó thì Bộ trưởng Quốc phòng Soygu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu và tân Bộ trưởng Quốc phòng Belusov cũng có mặt ở Belarus. Uh, và tất cả các bên làm việc rất căng thẳng đại loại như vậy. À, liên quan tới những chủ đề tập trận hạt nhân, những chủ đề tấn công biên giới, những chủ đề bảo an ninh NATO, vân vân à, và quân đội của Belarusia. Vậy thì tại sao mà nó có cái sự kiện như thế này à, tại cái thời điểm này? Nếu mà chúng ta để ý rằng là thời gian gần đây, thì à, thứ nhất là các nước NATO tập trận thì khỏi nói làm gì, họ xây dựng các căn cứ dọc biên giới của Ukraine thì cũng không nói làm gì. Nhưng mà thời gian gần đây thì họ đề xuất về việc tạo ra lá chắn phòng không, đúng không ạ, à, ở các khu vực biên giới. Rồi tên lửa ATAC của Mỹ đã viện trợ cho Ukraine và những ngày gần đây thì tên lửa ATAC đó đã tấn công và đã làm thiệt hại một cái anten, một cái anten mà anten theo kiểu vệ tinh nhé quý vị, anten đây này, nó như thế này, nó to đùng để mà mà điều khiển vệ tinh, vệ tiết dân sự rồi các thứ đấy. Đấy, chúng ta hay nhìn uh, nó không chỉ liên quan đến trái đất mà nó còn cả vũ trụ ở trước nữa, ở khu vực này. Đây là một cái thống anten liên quan tới vệ tinh. Uh, chưa hết, uh, họ còn tấn công vào vùng Krasnodar và ở đây thì nó có một cái radar. Radar này là radar cảnh báo sớm của việc tấn công hạt nhân. Đấy, mình gọi đại khái nó là một radar chiến lược mà chuyên để mà cảnh báo sớm khi nào vũ khí hạt nhân của phương Tây tấn công vào nước Nga thì Nga sẽ có động thái phân tích và đáp trả ngay lập tức gọi là một trong những cái lá chắn uh, hạt nhân thì đầu tiên nó phải có cái radar này đã Đấy, còn nếu không thì rất có khả năng hai bên sẽ bắn bừa lẫn nhau hoặc là phương Tây tấn công đến Nga ngớ người ra thì nó đã phát nổ rồi đại loại như vậy có nghĩa rằng là mục tiêu này mục tiêu này thì nó còn có một tí liên quan đến quân sự nó làm thứ liên quan vệ tinh mặc dù là thực tế thì cái tính quân sự của nó ở nga bây giờ nó không quá cao thế nhưng mà cái mục tiêu này thì làm cái mục tiêu mặc dù nó quân sự nhưng mà nó là vấn đề chiến lược đối với lại mỹ chứ nó không liên quan gì tới ukraine cả và ukraine đã làm hỏng cái hệ thống radar cảnh báo sớm này của phía nga liên quan tới vấn đề chiến lược rồi họ tấn công vào khu vực volynets là một cái khu vực mà có kho vũ khí hạt nhân của nga căn cứ hạt nhân của nga ở đó và nhà máy hạt nhân của nga ở nơi khu vực này. Vâng, như vậy chúng ta đã thấy rằng là uh, những thời gian gần đây thì uh, tất nhiên với những cái diễn biến trên chiến trường như vậy thì chúng ta cũng sẽ thấy ukraine sẽ có những hoạt động leo thang, đúng không ạ? Và cách đây hai hôm thì họ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân zaporizhia nữa. Và việc này thì họ đã làm từ lâu rồi. Thế nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy những vấn đề như thế này. Đây là những thứ đặc biệt là hai Volonets và cái vùng Krasnodar nó là hai vấn đề liên quan đến hạt nhân chiến lược của phía nga vậy mà Ukraine tấn công vào đó đúng không ạ thì tất nhiên về phía Ukraine chúng ta chỉ thấy mỗi cái điểm là họ khiêu khích nga để nga leo thang thôi ờ, mà thực tế nếu mà tấn công vào khu vực hạt nhân của nga thì nga sẽ đáp trả bằng việc tấn công hạt nhân Ukraine và như thế thì người Ukraine cũng chả ai mong muốn điều đó cả đúng không ạ kể cả là bất cứ một thành viên nào Ukraine đều không muốn vậy thì chúng ta có thể đi tới một cái kết luận rằng là trước cái việc mà họ bế tắc hoặc là họ muốn tấn công phủ đầu hạt nhân của nga phương tây đã sử dụng các cái cánh tay ở ukraine để mà tấn công vào các cái phương tiện hạt nhân của phía nga đúng không, quý vị và đấy là lý do mà tại sao gần đây nga đã tập trận hạt nhân và tiến hành các hoạt động cứng rắn hơn rất nhiều và ngày hôm qua họ đã lên Belarus rồi cuối cùng chúng ta thấy có một cái nhân vật cực kỳ quan trọng đó là ông Lukashenko à, xin lỗi quý vị Yanukovych cựu tổng thống Ukraine từ cái hồi cách mạng Maidan ấy ông ấy bị lật đổ vào cái à, cái cái thời điểm đó thế thì chúng ta thấy một điểm rằng là gì là cách đây khoảng độ 4 năm tháng thì chúng tôi cùng quý vị đã trao đổi rất nhiều là kiểu gì quý vị cứ đặt mình vào phương tây mình xem kiểu gì thì phương tây cũng không thể cho nga thắng nhưng mà nếu mà chỉ trong chiến trường không thì họ không thể quyết định được. Đúng ạ. À. Hay nói đúng hơn là họ phải khiến cho Nga phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Vậy thì có cách nào để mà có thể giải quyết được đó vấn đề đó trên chiến trường? Không có cách nào cả. Bởi vì họ không là cái đối thủ để đánh nhau với Nga trên chiến trường được. Đúng không à. ạ? Như vậy thì chúng ta đã nhìn thấy không chỉ ở trong lãnh thổ của các vùng chiến dịch quân sự đặc biệt mà phương Tây sẽ sử dụng cái cánh tay của Ukraine để mà tấn công tất cả những cái lợi ích của Nga ở bất cứ đâu trên thế giới. Trong đó có những cái khu vực khai thác dầu giết đại dương, bắc cực, tàu buôn, tàu bán, rồi tàu chiến ở giữa đại dương, vân vân Và tất nhiên là tấn công vào những cái căn cứ hạt nhân của phía Nga. Và người Ukraine có làm như có sẵn lòng nhắm như thế không? Tôi khẳng định với quý vị rằng ấy, là có những cái đội của Ukraine thì tôi không biết vấn đề hạt nhân như thế nào. Nhưng mà chắc chắn là có rất nhiều thứ như tôi nói trên tàu bè, căn cứ, dầu, giết các thứ trên đại dương hoặc là các bắc cực thì chắc chắn là Ukraine cực thích làm. Bởi vì nói thật ra Ukraine quan trọng nhất là gây tổn thất cho phía Nga. Bởi vì tổn thất được cho Nga thì không những họ hả dạ mà quan trọng nhất là phương Tây rất thích. Đúng không quý vị, chúng ta đã nói rồi, là đánh vào một cái mỏ dầu của Nga, lọc dầu Nga ấy, thì phương Tây trả vờ là ôi rồi ôi làm việc đấy nó thế này thế nọ. Nhưng mà thực ra họ cực kỳ thích. Còn cái việc mà họ tấn công vào các cơ sở hạt nhân và nhà máy điện hạt nhân, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng không hiểu là lý do tại sao. Nhưng ít nhất thì Ukraine rất muốn khiêu khích để Nga làm một việc gì đó lớn để mà họ tiếp tục nhận được sự ủng hộ. Đúng không quý vị? Đấy, đấy bởi mà họ thất không chỉ ủng hộ của nước ngoài ủng hộ của trong nước nữa bởi vì tình huống của chính phủ bây giờ nó khá là nghiêm trọng chứ nó phải không quý vị tưởng tượng ngày hôm qua cái ông stephen chuck ông ấy là chủ tịch quốc hội mà ông ấy đứng lên ông nói rằng là từ giờ trở đi ai mà còn nghi ngờ về tính hợp pháp của tổng thống nữa thì người đấy là kẻ thù của ukraine ông ấy không còn là tổng thống nữa mà người ta nghi ngờ mà gọi là dân chủ của phương Tây mà lại có thể nói một cái điều đấy tưởng tượng rằng chuyện đấy mà nói ra bất cứ một nước nào trên thế giới thì đó sẽ là một cái quả bom nguyên tử đúng không ạ truyền thông thì điều đấy cho thấy một cái vấn đề là các yếu tố liên quan tới nội chính nó cực kỳ là bung bét cho nên Ukraine sẵn sàng làm điều đó và kể cả Ukraine Uh, có tấn công vào những nhà những cái cơ sở lá chắn hạt nhân của nga này không thì tôi tin chắc một điều rằng ấy là các cơ quan tình báo và các cơ quan đặc nhiệm của anglo sắc chắc chắn là sẽ làm bắt ukraine làm hoặc là tự ý làm mà không cần phải sự đồng ý ukraine cơ bản họ chỉ cần mượn mỗi bàn tay của ukraine thôi để mà đây chính là ukraine tấn công vào các cái là cái này của phía nga đúng không, quý vị mà thậm chí chúng ta từng nói rằng là người anglo sắc muốn điều gì thậm chí họ còn muốn rằng nga sẽ phạm phải một cái sai lầm hạt nhân, hay nói đúng hơn là ra tay vấn đề hạt nhân để không khác gì bọn họ. Cho nên chúng ta đã thấy việc mà họ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân thì nó là khiêu khích, nhưng mà các cái lá chắn hạt nhân, đúng ạ, kho vũ khí hạt nhân thì nó không còn là chuyện đơn giản nữa. Và việc này thì tôi nghĩ rằng nó liên quan tới việc mà trước đây chúng tôi thường gọi là mình gọi không phải là tư vấn, nhưng mình vẽ ra, đúng ạ, là như vậy, Ukraine. Trở thành một cánh tay của phương Tây để tấn công vào những cái mục tiêu quan trọng chiến lược của Nga. Thế vậy thì tại sao Nga lại không làm ngược lại? Đúng không, quý vị? Chúng ta từng nói rằng là... Vậy thì tại sao đất nước Nga rộng lớn không khoét ra một cái vùng Bắc cực uh, ở phương Bắc tạo ra một cái nhà nước? Đúng không ạ. Để mà sử dụng nhà nước đấy để răn đe. Để răn đe. Cái đấy hoàn toàn bất kỳ một cái hành động nào của phương Tây, Nga hoàn toàn có thể đáp trả được đối xứng và hoàn toàn không dính dáng gì tới cái việc đó. Quý vị hiểu ý tôi đúng không ạ? Bởi vì việc này chúng ta đã dự đoán từ trước rồi. Kiểu gì? Đúng không ạ? Kiểu gì thì phương Tây cũng làm điều này. Quý vị cứ tưởng mình vào mình là người lãnh đạo của nước Anh và nước Mỹ mà xem. Chắc chắn là bây giờ họ sẽ đang tìm kiếm những các cái mục tiêu quan trọng hơn nữa để tấn công. Chắc chắn là như vậy. Bởi vì là họ có một cái cái cánh tay để làm họ không dính dáng gì đến tội cả đúng quý vị mà thậm chí là chính họ làm nhưng mà cái tại cái, cái cánh tay đấy nó phải chịu uh, chịu trận, đấy, cho nên là rõ ràng người nga cần phải làm điều tương tự. thì tôi không biết là người nga có làm điều tương tự ở đâu hay không nhưng mà với hành động đùng một cái ông Yanukovych ông ấy xuất hiện ở Belarus và liên quan tới chiến cuộc ở Ukraine như này thì cho phép chúng ta đi đến một cái thuyết âm mưu đúng không ạ? đó là khả năng cao về việc là chúng ta đã nói về việc thành lập ra một cái nhà nước Ukraine mới nào đó. Đúng ạ? Chỉ có việc thành lập ra một cái nhà nước chung nằm ở giữa vừa chung, tức là chung là trung lập, lẫn chung là gọi là trung gian và ở nằm ở vị trí giữa thôi. Không những là giúp Nga có thể đáp trả được phương Tây theo cái cách kể trên, mà còn khiến cho cuộc chiến này nó kết thúc một cách có hậu cho hai dân tộc. Đúng không ạ? Vậy thì cái việc ông Yanukovych ông vẫn là một cái người tổng thống mà chưa thực tế là chưa hết nhiệm kỳ bởi vì ông bị lật đổ ngang vi hiến theo đúng hiến pháp. Như vậy thì ông ấy hoàn toàn có thể trở thành tổng thống của Ukraine ở đâu đó, thậm chí là cả Kiev hoặc là cả vùng này. Quý vị công nhận không ạ? Có cái gì để ngăn cản ông để ông không trở thành cái tổng thống gọi là bây giờ tổng thống lưu vanh, lưu vong nhưng mà danh nghĩa là tổng thống của cái vùng này không? Và cái vùng này rồi thì phương Tây thứ nhất rất khó để có thể đáp trả Nga, để tấn công Nga. Nhưng mà kể cả tấn công Nga như thời gian vừa qua, thì Nga sẵn sàng sử dụng cái vùng này để tấn công vào lãnh thổ của NATO. Đúng ạ, NATO có dám đáp lại để tấn công vào đây không? Tôi khẳng định là NATO không dám. Và ở cái vùng này là cái vùng mà vùng vùng nước Ukraine, đúng ạ, chứ nó không phải là nước Nga. Mà cơ bản thì hai bên biết thừa là sử dụng cánh tay khác để đánh nhau. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là nó hợp pháp hóa nước nga không muốn mình gọi là mất mặt trước cộng đồng quốc tế đúng không quý vị nhưng mà bây giờ họ bị tấn công vào những vị trí phòng thủ hạt nhân chiến lược thì cái đấy nó hơn cái danh dự rất nhiều nó hơn tất cả mọi thứ nói đúng là như vậy cho nên là nước nga chắc chắn là họ cũng sẽ phải nghiên cứu tới việc đáp trả nói chung là một người nga thời của ông putin thì bản chất là phải đáp trả cái việc đấy là nói chuyện đương nhiên rồi vậy thì cái việc này nó vừa khít quý vị ạ nó vừa khít với cái việc là nhiều quý vị hỏi là tại sao không thành lập mặt trận giải phóng, không thành lập nhà nước uh, Ukraine, đúng ạ? Vân vân, đấy, thì câu chuyện bây giờ, uh, đến cái thời điểm này là một thời điểm nó khá hợp lý. Ông Lukashenko hôm qua, ông ấy nói thế này, ông ấy nói bảo là uh, năm 2024 này sẽ có rất nhiều sự kiện lớn ảnh hưởng tới cái cuộc chiến. Đấy, ông ấy nói bóng gió như vậy. Còn ông Putin thì nói rằng là chúng ta sẵn sàng đàm phán hòa bình. Tất nhiên là trước đó thì ông Peskov đã loại bỏ cái cái thông điệp đến từ Reuters nói rằng là Putin muốn đàm phán hòa bình dựa trên đường biên giới hiện tại. Đấy là tin vịt rồi của nước Anh mà chúng ta đã biết ngay từ đầu là như thế chúng ta chỉ không biết là 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 lúc bấy giờ chưa có lời trả lời chính thức của phía Nga thôi, đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì đúng rồi. Còn Putin thì nói rằng là chúng ta bây giờ muốn hòa bình, nhưng mà chúng ta làm gì có ai để ký đâu. Có nghĩa rằng là bản thân ông Zelensky không còn hợp lý hợp pháp trong mắt của người Nga. Còn Tổng thống Belarus bây giờ họ cũng không có công nhận cái tính hợp pháp của ông Zelensky nữa. Rồi Putin nói rằng muốn hòa bình thì phải quay trở lại cái thỏa thuận Istanbul vào năm 2022. Nói tóm lại là ông Putin nó nói nhiều nhưng mà tôi có thể dịch cùng quý vị ấy là gì. Ông ấy nói rằng là chả có hòa bình hòa biết gì hết. Nôm na nó là như vậy. Rồi sau đó họ tập trận hạn nhân, đúng không quý vị? Rồi sau đó lôi cả thư ký hội đồng an ninh Sogu và Belusov và yanukovych rồi bàn những cái chuyện biên giới rồi ngày hôm nay thì truyền thông ukraine đã nói về việc rất có khả năng chuyến đi của putin lên Beirut và yanukovych thì liên quan tới chiến dịch biên giới nào đó nhưng mà họ không nói về việc là yanukovych yanukovych ở, có mặt ở đây thì không phải là, là cái việc đi dạo chơi nữa việc nga để lộ ống ấy ra như vậy là một cái mục đích cố tình đúng không ạ cho thấy rằng là theo ý của tôi, theo thiện ý của tại hạ, đó là thành lập một nhà nước Ukraine hoặc là theo ý của nga, đó chính là tổng thống Ukraine hợp pháp bây giờ chứ không phải là ông Zelensky nữa. Và như vậy, nếu quý vị tưởng tượng là như vậy thì nó sẽ kèm theo cái gì? Trước đây nga không đánh vào vùng biên giới Sumy, Kharkov, vân vân. Kharkov thì bây giờ tạo vùng đệm để mà che chở cho người dân, cộng đồng quốc tế ủng hộ nhưng mà bây giờ đánh vào Sumi, Chernihiv thì đánh vì mục đích gì? Không có vùng đệm. đúng ạ. À. Thế vậy thì bây giờ ông Lukashenko, ông Yanukovych sẽ nói rằng là à, tôi là tổng thống hợp pháp và tổng thống ở Ukraine bây giờ đã không còn cái tính hợp pháp nữa. cho nên tôi đề nghị phía nga giúp đỡ, ten ten ten, đúng ạ, à. để tiến quân vào để mà gọi là lật đổ tổng thống vi hiến, vân vân. đang chúng ta cứ thử nghĩ một tí thôi. Thì lý do gì nó không quan trọng Nó chỉ là một cái cớ Để mà thực sự lúc bấy giờ Belarus cũng có thể gọi là phát binh, khởi binh để mà tấn công, đúng không ạ? Để mà đại khái như là dẹp loạn hay là cái gì để giải quyết các vấn đề vi hiến này nọ. Mà Belarus không có công khai thì họ cũng có thể ngầm để mà trá hình trong quân đội Nga. Thì như vậy, với một cái mục tiêu mà Yanukovych có mặt ở đó, đạt được một mục tiêu chính trị là thiết lập lại tái thiết lập nhà nước Ukraine chính đáng. Theo mắt của người Nga, đây chúng tôi đang phân tích ở công tâm, đúng không ạ? Công gọi là ở giữa. Thứ hai nữa là hợp pháp hóa những đợt tấn công xuyên qua biên giới để mà chiếm đánh chiếm những cái tỉnh lớn, chứ không phải là vùng đệm, vùng điếc gì cho nó mệt người. Vâng, tạm thời chúng ta có những cái dữ liệu như vậy và chúng ta chờ xem những tín hiệu tiếp theo. Vậy là chúng ta có những cái vấn đề gì? Thứ nhất, là phương Tây sẽ sử dụng bàn tay Ukraine để tấn công vào những cái gọi là lá chắn chiến lược và đây là cái sự sinh tồn của nước nga rõ ràng họ không thể phản không thể không đáp trả đúng ạ à, thứ hai là cái việc ông Yanukovych lên Belarus và lâu lắm ông không có xuất hiện Bây giờ ông xuất hiện như vậy dưới cái bối cảnh này thì nó liên quan tới cái tính nhà nước rất quan trọng và có khả năng liên quan tới cái chiến dịch biên giới của phía Nga mà họ còn đang trông cậy vào một cái nền tảng pháp lý nào đó. Và nếu mà Nga làm như này thì nói thật là tất cả những cái việc này họ làm họ đều có một cái sự sâu chuỗi tính toán rất là kỹ từ trong quá khứ. Khi mà cả một thời gian dài ông ấy, họ giấu ông Yanukovych không cho ai nhìn thấy ông ấy nhưng mà bây giờ thấy ông xuất hiện nó vẫn rất rất là bình thường. Thì có nghĩa rằng đó là một cái lá bài của phía Nga, đúng không ạ? Chứ họ không có tuyên bố là tuyển chọn người nào đó để trở thành tổng thống hay này nọ của đất nước Ukraine nào đó trung lập. Mà bây giờ khả năng thì không phải là dựng lên một đất nước Ukraine mà chính thức là ông đấy sẽ là tổng thống của Ukraine lâm thời luôn, của cả đất nước Ukraine luôn. Vâng, tuy nhiên tất cả thì chúng cũng ta chỉ là chém gió thôi, đúng không ạ? À, rất có thể tất cả những sự việc nó rời rạc với nhau. Nhưng mà nói thật, nếu như mà đặt tôi và người Anh, người Mỹ với cái điều kiện như hiện nay và những suy nghĩ của họ thì tôi sẽ bằng mọi giá tôi phải làm hại nước Nga rồi. Cái chuyện đấy là chuyện đương nhiên. Còn nếu là tôi mà là nước Nga đặt vào cái vị trí như này thì đương nhiên là phải có một cái sự đáp trả, đúng không ạ? và tiếp theo nữa là với cái bối cảnh của chính quyền của ông zelensky và ông yanukovych như thế này thì rõ ràng thời điểm này cũng là một thời điểm tuyệt vời để mà nga có thể lợi dụng tình huống đó và thậm chí nếu mà không khéo mà nga lợi dụng được tình huống này để làm cái việc này được ấy, thì họ cũng có thể đáp trả phương tây bằng một cái nhà nước nào đó đúng không ạ để mà đáp trả những cái đòn ném đá dấu tay của phương tây và bây giờ thì nga cũng có thể là gậy ông đập lưng ông gọi là cái gì? Tương kế tựu kế. Như vậy là với những phân tích của chúng tôi ngày hôm qua đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy một điều rằng là đúng là chiến cuộc nó đã không chỉ trên chiến trường mà bây giờ thực tế trên chính trường nó đã bước vào cái cao trào của cái chiến cuộc Đông Tây, đúng không quý vị? Vâng, bây giờ là chúng ta sẽ có cái nền tảng đấy để chúng ta bước vào chiến sự của chiến sự của ngày cuối tuần. và hôm qua thì uh, các hoạt động tấn công chiến thuật trong đêm thì không có gì đáng kể uh, còn những ngày gần đây thì ukraine uy hiếp tấn công các vùng này rất nhiều uh, còn những hình ảnh video này nọ vân vân về những cái thứ đó bị uh, thiệt hại vân vân ấy thì uh, thực tế mà nói thì là phía ukraine tung ra và cái tính uh, đại khái là nó nhìn mà nó, nó 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 thật ấy thì nó mình cảm giác nó có vấn đề cho nên mình cũng không có gì để bàn Tại thời điểm này thì phía Nga đang chuẩn bị một đợt tấn công tên lửa bằng máy bay trên quy mô lớn. À, đấy là theo thông tin từ phía Ukraine. À, nhưng mà vì nó giống nhiều lần rồi, cho nên chúng ta cũng không bàn thêm. À, hãy quay trở lại tình hình ở trên mặt đất. Và, như chúng ta đã biết rằng là bây giờ thì đang diễn ra những chiến dịch uh, phản công của Ukraine rất dữ dội. Và phản công thì cũng không có gì để đáng nói, đúng không ạ? À, chắc chắn là tổn thất sẽ rất cao. Ngày hôm qua thì tổn thất của Ukraine trên toàn tuyến theo Bộ Quốc phòng Nga à, đó là họ mất à, một cái máy bay trực thăng Mi-2 à, à, máy bay Mi-29, 1630 binh sĩ, 17 các loại xe. Vâng đây chúng ta có biểu đồ đây. Vâng, à, vùng Khắc Cốp 215. Đúng không ạ, vùng Donetsk à, 400, vùng Adipka 430. À, Nam à, uh, Donetsk 150, 40 vùng Kherson, Zaporizhia. Còn lại thì cái vùng này là cái vùng à, uh, vâng vâng Kupian và Kupian Liman 39, 39 nhập. Như vậy là đợt này à, uh, cái sự khác biệt nó chính là cái vùng Kupian uh, tổn thất ngày nào cũng tầm dao động ở mức 400, 300, còn ở trên thì cứ tầm từ 200 cho đến 400 đúng không ạ? Hôm nay là một cái ngày khá thấp ở vùng khắc cốp. Nhưng mà cũng là một cái mặt trận mới như thế này thì cũng rất là dã man. À, và tổng cộng chúng ta có 1630. Và cộng với lại các loại xe cộ pháo mã khác 17 xe, chiến đấu một tăng 42 pháo, 33 các loại xe hạng nhẹ khác, một hệ thống phòng không hạng nhẹ 39 UAV, 3 kho đạn. Trong tuần thì Nga đã thực hiện 49 đợt tấn công chiến thuật Uh, chính xác nhắm vào các cụm uh, chiến trường uh, căn cứ UAV kho nhiên liệu kho tên lửa cơ sở tầng hàng không các kho tàng bến bãi tàu bè vân vân. Trong tuần thì Nga tuyên bố giải phóng làng Starista, vùng Khắc Cốp, như vậy là tuần này thì giải phóng của Nga hơi bèo, chắc là họ cũng không kèm a à, uh, họ tái giải phóng Belogrovka Kiev, uh, Chichitka và Andriivka tất cả đều ở cái khu vực uh, vùng Donetsk đây. Bằng uh, chúng ta nhìn nhá. Uh, Biholoripka này, uh, Kiev, Andriivka. Nhưng mà cái này thì uh, nga giải phóng nhưng mà chỉ là cái phần đô thị thôi. Uh, còn lại thì cái thành đấy rất khó để vượt qua. Nhưng mà tạm thời chúng ta cứ nghe theo cái thông tin từ phía nga như vậy. Trong tuần 2 MIG 29 bị bắn hạ Vâng và còn lại tính theo tuần thì chúng ta có chiến trường khắc cốp tuần vừa rồi 1840 binh sĩ, 6 xe tăng, 8 xe bọc thép chiến đấu, 40 xe, 4 pháo phản lực và 37 các khẩu pháo khác. Đấy, đấy là cái thông tin tính theo tuần 1840. Đến ngày hôm qua thì ở khu vực này chúng ta lại chứng kiến việc là Ukraine họ đã bắt đầu cắt các cầu. Cắt cầu ở hướng phía bắc của vùng Vô tới cái vùng uh, vâng, của vùng Vuhanki với cái khu vực đô thị từ phía Bắc tới phía Nam như vậy điều này cho thấy là vâng, rất có khả năng Ukraine đã cắt hết các cầu để cho phía Nga không thể tấn công uh, được từ trên hướng phía Bắc xuống cái thành phố thị trấn ở phía Đông bảo vệ cho Trang nữa và dũng rất có khả năng thì Ukraine cũng không có tham vọng để có thể phản công nga để lấy lại những khu vực ở phía Bắc Tuy nhiên, một điều đáng nói đó là họ vẫn tấn công để đánh vào cái khu vực này và đến ngày hôm nay thì cũng chưa có thông báo gì về chiến địa. À, cơ bản chúng ta sẽ thấy có một cái sự uh, yếm trá, đúng không ạ? Một cái sự giấu uh, diếm thông tin uh, nào đó liên quan đến khu vực này rất khó để biết được chuyện gì thực sự xảy ra. Và trong suốt 48 giờ qua, không có bất kỳ một cái bước tiến đáng kể nào của hai bên ngoại trừ một cái việc là bản đồ họ đã điều chỉnh lại cái hướng này mà thôi. Và điều đấy thì càng khẳng định một cái nữa, một cái yếu tố nữa đó là Ukraine đang phản công dữ dội, đúng không ạ? Có thể phản công dữ dội và không dẫn tới bất kỳ một cái sự thay đổi nào về mặt chiến địa. Thường nếu mà Ukraine mà họ phản công ấy thì họ phải phản công đến vài ngày thì bắt đầu làm cái tuyến của Nga bắt đầu nó yếu đi, đúng không ạ? Thì họ mới có thể tiến sâu được được. Rất giống như mọi lần thôi, không bao giờ Ukraine phản công mà đánh ngay lại được, nhất là những chỗ mà Nga đã có cái hệ thống phòng thủ của họ còn cái điểm này thì chúng ta càng đi tới một cái kết luận rằng là họ điều chỉnh lại bản đồ chứ còn thực tế thì cũng không ai đi phản công vào đúng cái vùng lõm như thế này để mà làm lọt thỏm giữa ba trận địa của quân địch cả và nhìn chung là một cái chiến trường như chúng ta đã suy luận nó giấu khá nhiều thông tin và điều đấy nó càng cho thấy rằng có khả năng sẽ có những cái gì đó bất ngờ nữa để diễn ra những ngày vừa qua thì uh, trong tuần vừa rồi nói thật ra là chiến trường nó cũng không nó đã làm chúng ta thất vọng đúng không ạ thế nhưng mà rất có khả năng nó liên quan tới việc là các chuyến đi thăm của ông putin đầu tuần đến trung quốc cuối tuần lên belarus cộng theo Yanukovych, đúng không ạ thì có nghĩa rằng là khi mà cậu muốn về thì chắc là sẽ có chuyện cho nên chúng ta thấy một cái sự uh, tôi thì tôi không cảm nhận nó giảm đáng kể nhưng mà rõ ràng là so với những tuần trước đúng không ạ thì nó không còn tiến được hàng trăm km vuông nữa địa đại loại như vậy. Thế nhưng các điểm nóng thì nó vẫn bùng nổ liên tục uh, trong cả tuần. Chúng ta hãy đến với lại các mặt trận khác. Mặt trận mà chúng ta muốn nói nhất mà nó sẽ chính là một cái mặt trận uh, sau này uh, trở thành những cái mặt trận quan trọng đó là vùng uh, 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 vùng Sinkopka, vùng Lugan. Trong tuần Ukraine tổn thất 2040. Vâng. À, xe cộ pháo mã rất nhiều 2040 ở cái khu vực này. Vậy là nó đã đạt đến cái đỉnh điểm của một cái thời điểm à, cách đây 3 tháng đúng không quý vị. Lúc bây giờ có tuần mà liên tục là toàn tầm ở mức 300 đấy. Thì bây giờ đã đạt đến mức đây rồi, 2040 thì tương đương với lại mỗi ngày là bao nhiêu quý vị? 300 đúng không ạ? Tròn 300, gần tròn 300. Thì trong tuần diễn ra nhiều sự kiện ở đây rồi, còn chúng ta chỉ quay lại trong vòng à, những thời gian gần đây thôi. Ivaniska sau khi Nga đã tiến thêm trong ngày hôm qua qua khu vực trung tâm vào buổi chiều thì à, trong sáng ngày hôm nay họ đã tiến lên thêm vài cái dãy nhà nữa ở khu vực phía bắc à, của cái thị trấn quan trọng này, thì một thị trấn bé tí nó cũng khá lọt thỏm trong trận địa của phía Nga rồi Nhưng chúng ta biết rằng là những khu vực này ở đây Ukraine đã ưu tiên phòng thủ Họ có hệ thống công sự chiến hào dày đặc Cộng với những cái đội quân gọi là khá thiện chiến Đúng không ạ? Đã phòng thủ từ rất lâu à, Thời gian gần đây thì họ đã phải cử bớt lên khắc cốp Cho nên họ đã suy yếu đi à, Thế nhưng mà rõ ràng họ vẫn phòng thủ rất tốt Và với các bước tiến công khá gión rén của phía Nga Thì chúng ta thấy rằng họ đang đánh chiếm Ivanitska một cách rất từ từ À, và bây giờ thì à, các cái bước tấn công của họ mình không nhìn thấy nhưng cuối cùng cái thành này nó cũng lọt thỏm rồi. nhìn chung là nó cũng rất khó để có thể giữ được trong những ngày sắp tới. Đấy chỉ còn lại vài cái làng mạc ở xung quanh thôi, nhưng mà các cánh rừng này pháo đài thì nó rất nhiều, cao điểm nó ở đằng sau. Thì à, chúng ta cũng không biết được là Nga sẽ có ý định đánh chiếm cái này không, nhưng mà tôi không thấy một cái bước đánh giống kiểu Nga khi mà họ muốn đánh chiếm nhanh ấy. Đúng ạ, à, thì họ sẽ có những cái đợt đánh rất thần tốc để áp sát vào những cái trận địa quan trọng. Đó là cái khu vực đằng sau của Ivanovka à, là khu vực Stepova và cái ngã tư này. Thế nhưng mà bây giờ thì họ cứ đánh kiểu như là gọi là 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 ve vãn đúng không à? ạ? Vờn lên vờn xuống. Vâng, tuy nhiên thì đã có bước tiến và gần như thành sắp mất rồi. Đấy là cái kết luận cuối cùng. Còn hôm nay thì uh, Nga đã chiếm được Brestov uh, và cũng đi đến kết luận cuối cùng đúng ạ đã chiếm được còn à, bộ quốc phòng của họ chưa tuyên bố là họ đã kiểm soát hoàn toàn thế nhưng đây là một bước tiến rất quan trọng của phía nga à, cơ bản thì họ đã đánh cái này cách vài ngày rồi và ngày hôm qua thì có đột phá qua cái khu vực trung tâm nhưng mà ngày hôm nay thì có thể chốt lại một cách chính thức là nga đã đột phá khẩu qua cái chiến tuyến phòng thủ mắt xích quan trọng của ukraine uh, giữ khu vực gọi là senkopka đúng không ạ senkopka ở đây và các cái mắt xích phòng thủ của họ nằm ở theo cái hướng này và trong đó cái mắt ở vùng berestove là cái mắt gọi yếu nhất cho nên nga đã khoan vào để cắt đứt cái mắt này và khả năng sắp tới thì chúng ta sẽ thấy là nga sẽ có được một cái sự một cái bàn đạp một cái lợi thế để có thể tiến quân uh, can quét các trận địa Pidhanne lên theo hướng bắc cũng như là xuống khu vực Stepanakert theo hướng nam trong ngày hôm qua thì nga cũng đã tiến về Sinopka, um, Stepanakert thêm một km nữa và và như vậy thì nga chính thức đã đập vỡ cái tuyến phòng thủ của ukraine ở Berestove đó một là một cái uh, gọi là một cái từ khóa trong cái diễn biến trong ngày hôm nay uh, rất quan trọng rất quan trọng đúng không ạ. À, Berestove này nó làm đúng ngang với lại Shinkovka. đấy Chúng ta nhìn thấy đúng cái trái tim của nó chạy thẳng xa. Vậy là nga có đánh bên trên, bên dưới nữa thì cơ bản họ cũng sẽ cổ vũ cho cái bước tiến công của cánh chính này. Chúng ta tưởng tượng rằng Ukraine mà bây giờ bị chọc ra một phát ra Sinopka này thì chúng ta thấy rằng toàn bộ trận địa của họ không chỉ bên này bờ sông mà bên này bờ sông cũng bị nguy khốn luôn. Và bên này nguy khốn thì chúng ta thấy rằng là nga sẽ luôn vào Sinopka đúng không ạ từ dưới lên rất dễ Đấy, một cái bờ sông rất lớn nhưng mà vô hình dung chỗ này nó lại là một cái chỗ mà nó lại thoáng nhất, dễ nhất và nó thoải nhất. Đấy, chứ còn các chỗ khác thì đều rất sâu, rất ngoằn ngoèo. Và Nga có thể qua sông được ở cái này là một cái khả năng rất chắc chắn nhờ cái địa thế rất thuận lợi cho phía họ lòng chảo. Họ có thể úp sọt thêm Nam Kupian, cũng có thể đánh thốc xuống khu vực phía nam của Borova và cũng có thể hợp quân với lại cái hướng mà của họ đang tiến quân từ trên vô Trang, đúng không quý vị đấy nhìn nhìn chung đến đây thì mình cứ thử lắp ghép lại mình sẽ thấy là các cái chiến dịch của nga nó đều có một cái 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 dấu hiệu nó chờ đợi để nó móc ngoặc với nhau mình nói đấy đấy đúng từ là những mũi tiến công của nga ở các nơi rời rạc nhưng mà đều có sự móc ngoặc ăn dơ và cái việc này cũng cho thấy chúng ta thấy là họ bắt đầu xuất kích ở hướng này hướng này thì nó cũng lên để nó bao vây xin từ hướng bên bờ đông sang à, như vậy là hướng bờ đông này hướng phía nam này đúng không ạ và hướng ở trên khả năng đúng không ạ rất cao đấy, cũng men theo à, đường gọi là dòng sông osco để hướng tới từ phía bắc và như vậy thì còn chờ mỗi cái hướng ở gọi là vô tràn nữa thôi là ukraine sẽ có nhìn chung bây giờ ai cũng thừa nhận là quân nga sẽ gọi là hợp vây kupyan từ bốn hướng bởi vì đây là một cái siêu thành phố không phải đơn giản và nằm bên cạnh bờ sông nhìn chung là để lấy sức lấy thịt đè người rất khó để vượt qua thành này Đấy, nếu mà đánh từ bên bờ đông nữa thì là gần như nó không thể thế nhưng nếu mà xuất hiện từ sau lưng đúng không ạ thì câu chuyện nó rất khác đây quý vị nhìn này, chưa bao giờ chúng ta thấy một cái thành phố nào đánh nhau ở một thành phố nào nó to như thế này, đúng quý vị. Đấy, cái này nó phải gấp vài lần cái khắc cốp uh, cái cái cái, cái uh, bác mút. Nó phải gấp đến 4 5 lần cái bác mút chứ không phải đơn giản. Và cái uh, khó của nó đúng không ạ? Là cái này. Đấy. Đặc biệt bên này nó là gì? Bên này nó là cao điểm. Uhm, tất cả các bờ sông thì đa số bên này là cao điểm và bên này là cái phần hạ lưu. À phần cái hạ gọi là một cái bên mà nó thấp đấy, bờ thấp. Như vậy, Nga chỉ có cách là tấn công từ hướng phía Bắc, đúng không ạ, hướng phía Tây, hướng phía Nam lên. Đấy, còn tất nhiên họ sẽ gây sức ép khủng khiếp đối với hướng bên này. Và nếu như họ luồn đằng sau đánh ở đây ấy, thì thậm chí Ukraine không cần phải đánh bên này. Đúng không ạ, Ukraine cũng sẽ phải bỏ bên này để rút về. Xem cái cuộc chiến Nga-Ukraine này thì nó giống như kiểu giải bóng đá, đúng không ạ. Ngoại hạng Anh, chứ nó không phải là dạng như là đá một cái cúp thế giới trong vòng một tháng phải kiên nhẫn và có thời gian để mới xem cả mùa được. Vâng, và, và đây là bước tiến quan trọng của phía Nga và hai bước tiến đồng thời, ba bước tiến đồng thời ở cái khu vực lân cận của tâm uh, Berestov và đã chiếm được Berestov. Còn phía Ukraine thì cũng không phải tay vừa. Hôm qua thì họ đã tung ra một đòn tấn công bất ngờ nữa để khoét vào cái khu vực này của phía Nga. Vâng, tôi cũng không hiểu tại sao mà Ukraine chỉ thích khoét thôi. Họ rất thích khoét để họ chui vào những cái chỗ lòng chảo sâu, đúng không quý vị? Chứ họ không cắt. Thế đúng ra thì đúng bài nó phải cắt. À, vâng, tất nhiên là khoét xong thì cũng cắt thôi. Nhưng mà cũng khoét cũng khá nhiều lần rồi. Ukraine như thế này ấy, thì uh, thực tế họ thấy nga tấn công ở đây này, ở trên đây này. Thì bây giờ họ chọc vào đây để họ cắt như thế này, cắt hai cái điểm này ra. À, vâng, nó thực tế là dễ bởi vì mặt trận của nga khá yếu ở khu vực này thế nhưng mà thực sự là đây là cái cách chơi của cái kẻ mạnh đúng không ạ chứ chứ không phải là cách chơi theo kiểu ukraine thì thôi mình cứ chờ xem thực tế thì ukraine cũng không phải trong một cái tình huống để có thể lấy công làm thủ tốt bởi vì là họ đang ở một cái thế mạnh là thế thủ đặc biệt là những cái thành này bây giờ họ đưa lên thế công như thế thì họ sẽ mất hết những cái lợi thế của họ Vâng, còn Bielorrusia thì phía nga vẫn giữ quan điểm là họ đã giải phóng cái thị trấn này Đấy, tuy nhiên thì ngày hôm qua chúng ta thấy rằng ukraine cũng đã có một đợt tấn công rất hay đánh chiếm cái cao điểm ở khu vực này một đoạn cao điểm và khu vực uh, cái trạm bơm nhưng mà ở chỗ này thì nó đã bằng phẳng rồi nó không còn cái gì nữa rồi nhưng mà cơ bản là ukraine chiếm được vài trăm mét vuông ở cái cao điểm nó là cái vùng núi đầu tiên nó đoạn đầu nó rất là quan trọng để cho người ta có thể tiến vào các đoạn tiếp theo còn phía Nga thì cũng chỉ có hoạt động pháo kích, không có hoạt động gì đáng kể ở khu vực này. Còn uh, trong ngày hôm qua thì họ tiến được vài bước đúng không ạ, ở cái khu vực đây và khu vực đây, nhưng mà đến ngày hôm nay thì không có thông tin gì thêm. Còn ở hướng uh, bên dưới, tổn thất xem nào, uh, cả tuần 3.285, Rất lớn, gần như là một cái tuần gọi là đạt đỉnh điểm đúng không ạ? 13 xe bọc thép chiến đấu, cả 7 xe tăng, 46 xe các loại 32 khẩu pháo và rất nhiều nguồn lực đã bị tiêu hủy ở hướng này. Hướng này thì trong tuần nga đã đánh chiếm, um, tái chiếm vùng Kikhtcha, à, Andripka. rồi Ukraine đã bị ít nhất là đã rút ra tới đây, đúng không ạ? Thế còn bây giờ thì không biết thế nào. Nhưng mà ngày hôm qua thì chúng ta nhìn thấy cái bước tiến mà chúng ta đã dự đoán đó là những phần dưới nó không quan trọng. Phần quan trọng nhất nó là cái cánh rừng này cho nên là sau khi Nga chiếm được cái cao điểm của Kikitsa thì họ đã nỗ lực để tấn công ở hướng phía nam Ivaneska và họ đã đánh bật Ukraine ra khoảng một chiều sâu 1 km và chiều dày khoảng độ 3 km để hướng về cái cánh rừng này. Mục tiêu của họ là cánh rừng này thôi. Chiếm được cánh rừng này thì Nga sẽ rất dễ để mà không đánh Ukraine cũng sẽ mất toàn bộ này nhưng mà nguy hiểm hơn là Nga có thể vượt qua sông một cách dễ dàng. Vì lúc này họ đã kiểm soát một cái bàn đạp rộng lớn gần đến uh, chục km trải dài từ trên xuống. Và những cái hõm như thế này nó cực kỳ dễ vượt qua vì nó nằm trong cái uh, tầm bắn súng ngắn, đúng không ạ, súng uh, bộ binh và ở trong thế trận của phía Nga. Và thực tế họ đã vượt qua đây một lần rồi. Cho nên là cái bước tiến của Nga hôm qua đây là một bước tiến rất quan trọng và họ đã đạt ngay lập tức họ đạt được cái thành công trong khi là suốt... 4 năm tháng họ đã cố gắng ở đây nhưng mà gặp cái sự kháng cự rất ác liệt của Ukraine vì cái pháo đài và cao điểm của họ chạy dọc theo các thi tuyến mà nó bám bắt đầu từ cái khu khu vực phía gọi là tây của Kikicha đúng không ạ? Đấy chạy lăng nhăng như thế này. Với bước tiến như này thì chúng ta thấy những ngày sắp tới Nga sẽ thẳng tướng tới tập tới cái hỏa lực ơ, tới cái việc mà chinh phục được cái khu vực này để vượt qua sông còn lại các cái khu vực bên dưới thì nó chỉ là cái vấn đề phụ râu ria mà thôi à, bây giờ nó không còn cái ý nghĩa chiến thuật nữa à, ukraine cũng không còn cái gì bấu víu đúng không ạ họ chỉ còn lại lệnh tử thủ đâu đấy để giữ được cái pháo đài còn lại nó là ngã tư này Đấy, còn lại thì ở đây còn một chút nữa nhưng mà nga cũng tiến sát nơi rồi chỉ còn khu vực này là có thể cố thủ để mà chặn đứng quân nga với những cái bước tiến mà nó khá lòng vòng của phía Nga Đúng ạ Tức là họ đã tiến chiếm được cái này rồi Nhưng mà họ tiến vài lần không được Ở đây thì họ bắt đầu đánh ở đây Đấy đánh ở đây xong thì mới đánh ra đây Rồi đánh ở đây xong mới đánh như thế này Mới lên đây và tiến tới cái như thế này Thì cho thấy rằng Nga vẫn còn khá đủng đỉnh Một là khá đủng đỉnh Thứ hai là vẫn còn có những cái tiêu chí bảo toàn lực lượng Đúng không quý vị Đánh như này nhìn thấy ngay là cực kỳ nắn nót Để không bị tổn thất tôi phải dùng đúng từ là đa số các điện trận địa của nga đang sử dụng một cái từ nắn nót Đấy, nắn nót để mà tránh cái tổn thất cũng như là gọi là học hỏi thích ứng với lại cái chiến thuật buổi tối ngày hôm qua thì phía nga có cái bước tiến ở đây chúng ta đã nói qua buổi chiều đúng không ạ một cái bước tiến khá nguy hiểm cho ukraine à, và bây giờ thì dường như là nga đã tạo ra một cái trận địa cánh cung uh, xung quanh này rồi nhưng mà tôi vẫn chưa thấy một cái sự hứng thú của phía nga trong việc nó đánh bằng được cái khu vực quận này hoặc cũng có khả năng Ukraine đang phản công dữ dội. Khi mà Ukraine phản công thì phía Nga họ cũng sẽ à, không có chủ động à, tấn công. À, và, và họ sẽ đợi cho các cái đợt phản công của Ukraine nó lắng dịu. Và còn trong tuần thì chúng ta thấy rằng tổn thất rất lớn. Đúng không ạ? 32 thì có nghĩa rằng là bao nhiêu quý vị? 4, 7, 2, 8, 5, 7, 3, 5. Như vậy là nó sẽ là 450 trung bình. Đấy, ở mỗi ngày. Ngày hôm qua thì nó cũng tầm hơn 400 một tí và ukraine sắp mất toàn bộ khu vực này đúng không ạ mất cao điểm này và có thông tin là trong tuần nga đã vượt qua sông ở hai điểm nhưng mà tôi nghĩ rằng bây giờ họ đã bị đánh bật ra còn diễn biến quan trọng nhất là mất Kikicha, antripka trong tuần và còn khu vực phía new york trong tuần nga cũng có một cái hướng tấn công khá quan trọng hướng về phía đó ở cái cái, cái đường quốc lộ này À, nhưng mà những ngày gần đây thì chúng ta lại không thấy thông tin gì nữa tuy nhiên thì bom đạn của nga đang tấn công rất dữ dội vào vùng new york à, thời điểm này tôi nghĩ rằng ấy, nếu như mà chúng ta nhìn vào sâu chuỗi những sự kiện của nga làm mà họ nhắm vào cái khu vực Kikicha và kudimika như thế này thì có nghĩa rằng là họ đang nhắm về cái khu vực đây đúng không ạ tức là ba cái thành liên thủ tam giác ở cái khu vực này gần như là chắc chắn rồi và khả năng mũi công của nga sẽ bắt đầu từ hướng kudimika À, xuất kích ra khu vực này. Còn hướng ở đây của nga sẽ tấn công theo đường này. Còn hướng ở đây thì uh, nó khó, cho nên là nga sẽ từ từ, đúng không quý vị? đấy Chúng ta sẽ nhìn thấy ba, hai mũi tấn công trước, mũi tấn công kia thì đang cố uh, chờ, uh, và đang đang gọi là đang từ từ khai thác. Nhưng mà uh, gần như là không còn lý do gì nữa để nga trần trừ không chuẩn bị cái chiến dịch này, trừ khi họ có những cái miếng ăn lớn, đúng không quý vị? Uh, lớn là họ tấn công ra tận Poros thôi rồi bao vây tít vào từng vùng này vào Constantinopka hoặc là ở đây chỉ là cái việc đánh dập dờn còn đâu họ sẽ tấn công ở Zaporizhia thẳng lên khép góc với Poltava xuống để mà gọi là bao vây toàn bộ miền miền đông thì cũng không loại bỏ nhưng mà kể cả có việc đấy thì Nga cũng phải tạo ra một cái chiến trường cực kỳ dữ dội vây ép ác liệt ở khu vực miền đông để cho Ukraine buộc phải tung thật nhiều quân vào còn về chiến trường Adipka thì vào ngày hôm qua Nga có một mũi tấn công ở đây thành công uh, buổi sáng. Còn sau đó chúng ta không có thông tin gì thêm. Một mũi thành công ở đây, một mũi phản công, uh, à, một mũi đánh bật Ukraine ra khỏi đợt phản công vào hướng này. Uh, Ukraine đang tập trung phản công vào hướng Solovio để mà khoét vào sườn của Chiretine. Có nghĩa rằng Ukraine bây giờ không cam chịu mất Chiretine, cho nên những ngày vừa qua thì họ phản công đến 3 bốn đợt rồi nhưng mà chỉ có một đợt đầu thành công nhưng sau đó thì phía nga đã chiếm lại khu vực đó còn nga thì tiến rất là chật vật về novoproposke nhưng mà rất vững chắc đúng không ạ bây giờ thì gần như là những cái uh, khu vực giao chiến đầu tiên nó đã diễn ra ở phía ngoại ô rồi một thị trấn rất nhỏ nhưng mà cái thế trận tự nhiên của nó cũng rất là khó để mà nga có thể khơi khơi đánh vỗ mặt vào Umanske là nơi có giao tranh ác liệt nhất của tuyến này. À, khi mà ngày hôm qua thì Nga đã tiến chiến tiến chiếm được toàn bộ khu vực phía bắc. Rồi đến chiều thì họ tiến chiếm lốt toàn bộ cái khu vực phía còn lại ở dưới bờ sông. Sau đó thì họ tiến qua bên cung đường để chiếm nốt cái đường này để hướng về Jastdoborida. Đã có những mũi tấn công đầu tiên vào làng. À, còn ở phía dưới thì họ đã giải phóng hoàn toàn Netalove. Như vậy thì Trận đấu sắp tới có khả năng sẽ diễn ra ở cái khu vực bán đảo này khi mà nga sẽ quyết loại trừ khu vực này, một loại trừ để mà cắt ra khoảng một cái tiểu đội giữa đây thôi thì cũng có thể nói bá đạo đúng không ạ? Còn nếu không thì nga sẽ giam quân ukraine ở cái khu vực này vì khả năng để tái chiếm lại của ukraine ở đây giờ là không còn nữa rồi. Nhưng mà nga sẽ có cái lý do để mà chiếm cái khu vực này đẩy bật ukraine về bên, bên kia bờ hồ à, nhiều hơn. Khi Nga tiến chiếm được ra khu vực này thì điểm này nó sẽ là một cái điểm rất nguy hiểm để cho những cái đội uh, gọi là đặc nhiệm đột kích lính dù của Nga đúng không ạ? Họ bật qua sông, họ đánh chiếm ở những cái khu vực hậu phương khó khăn mà bình thường không vượt qua được. Uh, rất có thể gây cho Ukraine những cái sự bất ngờ cực kỳ là khó đỡ đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà có cái điểm này thì chắc chắn là dễ hơn dàng hơn. Thủy quân của họ cũng có thể hoạt động ở cái nhánh này khá thuận lợi toàn những cái hồ rất to chỉ có một cái con đường độc đạo duy nhất để chạy qua vực này thôi. Nếu như mà trong gọi là Tam Quốc với lại binh pháp binh Phiếc thì đây chính là một cái chiến một cái chiến trường cực kỳ thú vị diễn ra rất nhiều những cái và những cái diễn biến chiến sự đúng không ạ? À, như vậy là Adipka tổn thất trong ngày 400 còn lại thì trong tuần chúng ta có 2.770 như vậy là mỗi ngày 3721 và cũng tầm tầm khoảng độ gần 400 xuống mặt trận Ulenda bắt đầu Krasnodivka thì phía Nga à, hôm qua họ đã cắm cờ. Họ đã có một hành động cắm cờ ở khu vực này. Cắm cờ ở trường tiểu học số 2. Vâng, khả năng thì nó đây. Nó cái chỗ mà chúng ta nhìn đến sân bóng này. Đấy, đây, nó chính là cái khu vực này. Vậy là phía Nga đã vượt qua và cắm cờ đâu đó ở cái khu vực đây, đúng không ạ? Và wow, cơ bản là phía Nga có một bước tiến nhỏ ở khu vực trung tâm và một bước tiến lớn ở khu vực phía Tây trong 24 giờ qua. Còn nhiều nguồn tin là Nga đang luồn nên đánh ở khu vực phía Bắc. Tuy nhiên thì tôi đoán rằng là những cái thông tin đánh luồn đấy chắc chắn là cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ. Còn ở hướng Tây thì hôm qua Nga tiến khá nhiều, đặc biệt là họ chiếm hết các cái khu vực công nghiệp, công nghiệp. Và Ukraine đã phải rút toàn bộ ra khu vực phía Tây rồi. Như vậy là Krasnodar một thị trấn to, đúng không ạ, à, đã bị dần dần rơi vào tay phía nga rất là nhanh. Mặc dù những ngày gần đây thì nga cũng đánh mang tính chất chộp giật, cũng không có chiến dịch lớn như những ngày đầu. Và bây giờ thì chúng ta cứ nhìn đấy là bộc lộ rõ bản chất, đúng không ạ, thủ đoạn của cách đánh của nga tạo ra các vết thương hở xong để đấy, đấy, không có ăn ngay, không có ăn tươi nuốt sống, nuốt trọn mà chỉ có cắn để đấy thôi, để khiến ukraine tiếp tục dỉ máu ở khu vực này. Ở đây cũng thế thôi. Vâng, Parasto không Horipka không có thông tin gì. Còn ở hướng này thì phía Nga sử dụng xe mô tô tấn công vào trận địa Ukraine rồi sau đó họ có một cái xe bọc thép chở đâu đấy chục người lao thẳng vào các cái con đường này mà Ukraine không sợ bãi mìn bãi biếc gì Ukraine. Sau đó tiếp cận vào các cái cánh rừng chiến đánh chiếm này nọ vân vân. Nhìn chung là Nga tiếp tục tiến quân được ở cái hướng đây một cách âm thầm vào khu vực phía nam của Konstantinivka. Và đặc biệt là không thấy một cái sự phản kháng một cách đáng kể nào, đúng không ạ? Hoặc là có thể phản kháng dữ dội nhưng mà chúng ta không nhìn thấy. Nhưng mà rõ ràng Ukraine không chặn được bước tiến phía Nga. Trận đấu ở Konstantinivka để định đoạt Vuleda đã chuẩn bị bắt đầu. Còn ở Staromajer thì là một trong những bước tiến khá quan trọng của Nga trong ngày hôm qua. Đó là họ đã vượt qua khu vực trung tâm rồi uh, biến thành vùng xám của toàn bộ khu vực bên phải. Còn bên trái thì họ đã tiến một bước rất quan trọng để áp sát vào khu vực cái con đường duy nhất từ Staromajor lên vùng Rivapol cũng chính là cái khu vực cao điểm còn lại áp sát vào cái ngọn đồi duy nhất cao nhất còn lại ở phía bên cánh trái. Nếu ngay đánh chiếm được cái này thì Ukraine sẽ không còn cơ hội để giữ được cái thị trấn quan trọng này nữa. Đây, chúng ta nhìn thấy rằng là như vậy là ngày hôm qua chúng ta đã có cái phân tích ở đây rồi, đúng không ạ? Họ đã tràn ra hết tới khu vực này, Ukraine đã rút toàn bộ khu vực này rồi. Vậy là những cái giờ sắp tới chúng ta sẽ thấy là uzozai sẽ lâm nguy. Khi mà Nga đã áp sát đến đây, đúng không ạ? Hoặc ít nhất là Ukraine đã rút hết ra khỏi khu vực đấy. Nhìn chung các vùng đệm là Ukraine đã mất rồi. À, như vậy Nga chỉ cần là rút ngắn được khoảng cách tới chiến tuyến là họ sẽ nhanh chóng úp sọt được vào trong trận địa của phía Ukraine tất nhiên ở đây chúng ta thấy rằng ukraine cũng sẽ không còn những cái vũ khí hạng nặng để mà có thể gọi là bắn chặn nga từ cái khoảng cách xa nữa nếu như nga có xe bọc thép hạng nặng chắc chắn là họ có thể tiến vào khu vực trung tâm uzu khá dễ dàng vâng có vẻ như nga rất thành công trong việc là giống như kiểu dùng chiến thuật mũi đốt đúng không ạ là đã trước khi nó đốt thì nó tiêm vào một cái chất vào trong cái da của người để cho mình không cảm thấy đau đúng không ạ đấy nhưng mà sau khi nó đốt xong thì mình bắt đầu mới thấy đau thấy ngứa đấy. và có vẻ như là nga đang trí thú vào một cái mặt trận rất quan trọng ở khu vực này họ dâng lên khá đều hai bên thế nhưng mà họ không có làm công tác bứt dây động rừng để cho thấy rằng họ chuẩn bị đánh lớn à, nhưng mà có vẻ như là Cơn bão đang tích lũy, đúng không ạ? Đây chính là một nơi mà Nga cần giải quyết nhất trong thời gian sắp tới. Mặt trận này trong tuần Ukraine tổn thất uh, 920, từ Staromajor lên tới Krasnohorivka. Và như vậy thì uh, chúng ta thử đếm xem trong tuần 920, cộng với lại uh, ở bên dưới Kherson 350 là đi 1.400 và gần gần như vậy

Vâng, là bao nhiêu quý vị? Là đi 13.000, vâng tầm tầm 13.000, à, một cái tuần kỷ lục của mọi kỷ lục, đúng quý vị, à, vâng tuần này như thế là cũng rất dễ hiểu thôi, bởi vì thực tế là trận băng, à, khắc cốp xảy ra, ở trên đấy tổn thất cũng đã lớn, nhưng mà nó khiến cho cái trận vùng Kupian ấy, đúng không ạ, đã toàn lên ở mức độ kỷ lục thôi, ngày trước cao ngày hôm sau, à ngày hôm sau cao ngày hôm trước, rất khủng khiếp những tuần trước chúng ta thấy uh, bao nhiêu uh, 8.000 đã là kỷ lục 7.000 cực cao 6.000 thì đã là cao thế mà bây giờ nó lên tới 14.000 và tôi vừa nói 13 14.000 rồi 13 14 thì cũng là kỷ lục của mọi kỷ lục rồi và Gule Pole uh, Nga tấn công ác liệt mấy ngày gần đây rồi đúng không ạ và bây giờ thì hôm trước thì họ đã tấn công ở đây đánh trên bộ này chiếm được một km ở đây nhiều người nói rằng là không khéo, nga sẽ tấn công ukraine trong thời gian tới. Tôi cảm giác rằng là cũng rất hợp lý, đúng không ạ? À, bây giờ thì cũng là lúc để tấn công, để ít nhất là dàn mỏng lực lượng ukraine ra rồi, không có lý do gì một cái trận địa không mở tại thời điểm này. Quan trọng là nga có đủ nguồn lực hay không? Và trước họ đã định có những dấu hiệu tấn công và makarivka từ trước rồi khi mà pháo kích ác liệt tên lửa bắn vào hàng trăm quả đấy rồi là quân trên bộ cũng tấn công vài trăm mét vài trăm mét nam vài trăm mét bắc sau đó thì không thấy gì thì bây giờ cũng khả năng một trong hai khu vực này và khả năng bên phải là rất cao bởi vì bên phải xong thì mới dễ tấn công vào bên trái được chúng ta lại phải đợi vào tuần sau đúng không ạ hoặc là cuối tuần này Rabotine hôm nay không có gì chỉ có hôm qua chúng ta có một bước tiến khá to của phía nga ở đây nhưng hôm nay thì im ắng còn ở khu vực Kherson son thì không có thông tin gì thú vị nhưng mà có một thông tin cực kỳ là sốc đấy là ukraine dường như đã mở sập mở hết các cái con đập ở à, ở vùng thượng lưu để mà nước chảy tràn xuống khu vực này là bây giờ có dấu hiệu làm ngập của các vùng nhà máy điện hạt nhân rồi các vùng zaporizhia và phía bắc của Kakupka. À, phía bên uh, trái của bờ sông, phải bờ sông này, ở vùng Kharkovka. Vâng, như vậy là Ukraine mở đập đồng loạt và đây chính là mùa nước khá to. Thì uh, chúng ta cũng chưa nhìn đến một cái dấu hiệu gì liên quan đến cái đó. Nhưng mà ít nhất là chúng ta có thể đi tới một cái kết luận rằng là bản thân Ukraine thì bây giờ họ đã phải rút quân khỏi vùng Kherson, kể cả bên bờ Green Và rút cái nguồn lực mà hỗ trợ cho tuyến này để lên trên vùng Kharkov. À, để mà bỏ dở cái chiến dịch của họ đây, thì cái việc mà họ họ xả đập thì sẽ khiến cho nga không thể vượt qua sông. À, bởi vì những ngày gần đây thì có dấu hiệu ở ukraine cho biết là nga đang chuẩn bị uh, kế hoạch vượt sông. Cho nên là cái hành động đó là hành động mà nó khá là ăn khớp, đúng không ạ? Với lại cái diễn biến ở trên uh, trên, trên 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 chiến địa vâng như vậy chúng ta có một buổi sáng với những cái um, diễn biến đáng chú ý nhất ở khu vực Kupia đúng không ạ với lại mũi đột phá của phía nga còn lại những chỗ khác thì vẫn đánh nhau âm ỉ như mọi lần đáng chú ý hơn một tí là vùng Staromyshevo nga vẫn âm thầm tiến quân và chắc chắn sẽ trở thành cái khu vực rất nguy hiểm ở Ukraine còn uh, tất nhiên rồi tâm điểm nó vẫn là giao tranh dữ dội À, với những bước tiến của nga khá à, ổn khá thuận lợi ở cái khu vực Ivaneska, bakhmut đấy và tái xuất hiện những thông tin về việc nga có thể tấn công xuyên qua biên giới thông qua cái à, diễn biến mà Yanukovych có mặt ở belarus chúng ta nhớ tại sao việc ông có mặt ở đấy khá quan trọng và nó có không phải tình cờ bởi vì cực cùng vào thời điểm mà nga đàm phán hòa bình với ukraine vào tháng 5 năm 2022 thì lần cuối cùng người ta thấy mặt ống nó cũng ở cái khu vực đó cũng là ở thành phố minsk ở belarus đấy cho nên nó, nó cái cái việc vai trò của ông liên quan đến chiến cuộc này rất nhiều Vâng, như vậy là chúng ta thấy nga chuẩn bị uh, có những cái động thái chính trường đúng không ạ chiến cuộc và chiến sự uh, có thể nói trên quy mô chưa từng có tôi cảm nhận là như vậy không biết quý vị như thế nào chúng ta cùng bàn bạc Đặc biệt là những cái sự leo thang của phương Tây khi nhắm vào những cái lá chắn hạt nhân đúng không ạ, những cái tài sản sống còn của phía Nga mà thực sự nó không liên quan gì đến cái chiến cuộc Ukraine nhiều lắm. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị một buổi trưa cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ.